Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Uflox được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Uflox cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Uflox Lê võ 500mg Dạng bào chế Viên nén Nhiễm khuẩn là gì? Định nghĩa nhiễm khuẩn còn gọi là nhiễm trùng là sự tăng sinh của các vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Đối với cơ thể, dẫn tới các phản ứng tế bào, tổ chức hoặc phản ứng toàn thân. Thông thường, biểu hiện trên lâm sàng là một hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc. Công dụng và chỉ định của uflox Lê võ được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra, bao gồm Viêm phổi mắc phải cộng đồng Viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn Viêm thận đến bể thận và nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da có biến chứng dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh than. Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính. Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn. Cách dùng và liều dùng của Uflox. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Viêm xoang cấp 500 mg một ngày 10 đến 14 ngày. Đợt kịch phát viêm phế quản mạn 250 đến 500 mg một ngày 17 đến 10 ngày. Viêm phổi mắc phải trong cộng đồng 500mg, ngày 1 đến 2 lần 17 đến 14 ngày. Những khuẩn đường tiểu có biến chứng kể cả viêm thận đến bể thận, 250mg một ngày 17 đến 10 ngày. Những khuẩn da và mô mềm 500mg, ngày 1 đến 2 lần 17 đến 14 ngày. Suy thận CLCR nhỏ hơn 50ml một phút, giảm liều. Chống chỉ định của Uflox. Quá mẫn với thành phần thuốc, nhóm quý no lộn. Lưu ý khi sử dụng U-Flox. Các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gân, đứt gân, bệnh lý thần kinh ngoại biên và các tác dụng bất lợi trên thần kinh trung ương. Ngừng sử dụng thuốc khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng đầu tiên của bất kỳ phản ứng có hại nghiêm trọng nào. Thêm vào đó, tránh sử dụng các kháng sinh nhóm quý no lộn cho các bệnh nhân đã từng gặp các phản ứng nghiêm trọng liên quan đến quý no lộn. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Uflox. Tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, táo bón, khó tiêu. Gan, tăng enzyme gan. Thần kinh, mất ngủ, đau đầu. Thần kinh, hoa mắt, căng thẳng, kích động, lo lắng tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, nôn, táo bón. Gan, tăng bilirubin huyết. Tiết niệu, sinh dục, viêm âm đạo, nhiễm nấm candida sinh dục. Da, hứa, phát ban. Tim mạch, tăng hoặc hạ huyết áp, loạn nhịp. Cơ XUNGDNKHP, đau cơ, đau khớp, yếu cơ, viêm tủy xương, viêm gân asin tiêu hóa, viêm đại tràng màng giả, khô miệng, viêm dạ dày, phủ lưỡi. Thần kinh, co giật, giấc mơ bất thường, trầm cảm, rối loạn tâm thần. Dị ứng, phù quý trực, chóng phản vệ, hội chứng STEVNSDNGOHNSON và LIEL. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Antacid, sức rắp ion kim loại, multivitamin, didanosin khi sử dụng đồng thời có thể làm giảm hấp thu levofloxacin. Cần uống các thuốc này cách xa levofloxacin ít nhất 2 giờ. Các thuốc chống viêm không steroid có khả năng làm tăng nguy cơ kích thích thần kinh trung ương và co giật khi dùng đồng thời với levofloxacin. Các thuốc hạ đường huyết dùng đồng thời với levofloxacin có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, cần giám sát chặt chẽ. Vắc xin kháng lao BCG, mycophenolate, Sulfonilur, vaccine thương hàn, giảm tác dụng khi dùng đồng thời với levofloxacin. Cialisporin, thời gian bán thải của Cialisporin tăng khoảng 33% khi dùng đồng thời với levofloxacin. Thuốc chống loạn nhịp, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, kháng sinh nhóm macrolide, thuốc chống loạn thần, tránh dùng đồng thời levofloxacin với các thuốc này do làm kéo dài khoảng QT trên điện tâm đồ. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Uflox, đồng thời biết cách sử dụng Uflox sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham